Các bác là bình thường thì ba bố con là sẽ ăn như thế này này, một vài cụm đậu đũa như thế này và nấu lên. Đây các bác xem, một người đàn ông trong nhà vừa làm bố vừa làm mẹ, những công việc đơn giản cho đến những công việc phức tạp, những công sốt ruột là muốn ăn cơm lắm rồi đây này. Ba cháu mời bác cơ. Ba cháu mời bác ăn cơ. Rồi ăn đi. Đấy, ăn đi. Sau Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả và các bác cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa của Núi. Quý vị thân mến, hiện tại thì cháu Tuyên đang có mặt ở nhà em Pó, em bị tai nạn. Và như đã hứa thì món quà của cô Nguyễn Thị Huệ ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội gửi cho em Pó. Cháu Tuyên hiện tại vẫn đang chờ các con của em Pó đi về. Mỗi lần gặp em thì chia sẻ và tâm sự rất nhiều điều. Ngồi mà không muốn đứng dậy, muốn lắng nghe câu chuyện của em và muốn chia sẻ câu chuyện với em đến với nhiều người hơn nữa để mà những người có những cuộc sống bế tắc nhìn nhận cuộc sống của em. Các bác có còn nhớ em xá cụt không ạ? Cuộc sống của em giống như em xá cụt vậy, ở hiện tại. Còn trước trước thì cháu Tuyên không rõ, nhưng ở hiện tại thì ít nhất là em vẫn sẽ có, em có những cái sự cố gắng và có những cái nỗ lực rất là đáng khen. Cháu Tuyên phải nói với các bác là rất là khen. Mong quý vị khán giả và các bác cô chú anh chị cùng với cháu Tuyên lan tỏa, chia sẻ. Các bác đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh, cũng như là chia sẻ những cái video như thế này để lan tỏa và biết đến nhiều hơn. Đây, em Pó đang quét nhà này. Chào Pó nha. Vâng. Vẫn còn nhìn được để quét hả? Được anh ạ. Đây em mới nhìn dùng một một bên mắt thôi các bác ạ. Cái căn nhà nho nhỏ này cũng là căn nhà để bốn bố con chung sống và yêu thương lẫn nhau. Đây căn nhà ở đây là chuồng gì đây? À, Pó. Đây là chuồng gà đây anh ạ. Chuồng gà hả? Vâng, con gà nó ốm chết hết rồi. Sao lại ốm chết? Nó bị cứt chám anh ạ. Bị cái trắng, Bị cứt bị chám xong dịch. rồi nó vừa chết được. Đây, anh góp ý cho em một chút nhé. Vâng. Đây, anh góp ý một chút thôi. Cái xào phơi này. Cái đấy là tí em thu đi mà. Không, anh đang góp ý này. Không phải vấn đề thu hay không thu mà nên làm một cái cọc ở kia. Xong em cắm cái đầu nào vào cọc kia chứ đừng để khách khứa hay là anh em người ta vào nhà là người ta phải chui qua cái xào này. Mai làm cho anh nhá. Cái này cái nào mà Hai cây anh này góp thì ý thì nên 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 sửa nhá. vâng, hai cây này phải để một thời gian nữa anh ạ, để mẹ nó làm cái phong tục Mông xong em mới Cái góp ý. này mà cũng liên quan đến phong tục hả? Có anh ạ, nó có gốc ở đây này. Nhưng mà ý là bây giờ anh muốn cho em chuyển cái đầu này, Vâng. cắm một cái cọc ở đây Vâng, vâng. và cho nó về đây thôi chứ không phải là nhổ đi, hiểu không? Vâng, em hiểu. Là để cho nó ngang như cái cây ngắn này này, Vâng. đấy đi theo cái cây ngắn này này mình tránh trường hợp là anh đi qua đây, đấy ví dụ này anh phải chui qua như thế này, rất là khổ, mà nó không có ra gì cả. Cái đấy là góp ý thôi, vì anh thấy người Mông thì thấy khá là nhiều cái vấn đề này. Đây các bác xào phơi rất là thấp, đấy cháu Tuyên đi á, giống như các bác nhìn thấy đây này. Cái xào phơi nó bằng này này, mình muốn đi thì mình phải chui qua thế này. Đấy, giả sử mà có phơi quần áo đây thì chắc có lẽ mình phải bò qua thì mới qua dưới quần áo được. Hôm nay thì cháu Tuyên sẽ cùng với em Pó để nấu cơm đợi các con. Đấy, em Pó thì đang rất là chăm chỉ làm việc nhé các bác. Đó. Em muốn đi chịu khó làm tất cả mọi việc. Ở trên này có một cái nhà này các bác, có một cái nhà ngói, nhà cổ xưa đấy. Cái chuồng này là chuồng của em à? Còn còn lợn không? Còn một con. À vẫn vẫn còn một con lợn à? Một con nhà là đấy là của bố mẹ nuôi vào đấy cho anh. À thế bây giờ em không nuôi gì à? Em không còn gì hết. À, rồi. thế không không nuôi cái gì hết hả? Không nuôi hết anh. À. Vâng. Em năm nay thì gặt chết hết nữa, lúc đấy
bố mẹ nó xây nhà mới nên nó cũng mượn hết tiền của em đi nên em không còn gì hết. Không còn xe gì máy hết. Thì đơn hỏng hết cả rồi, bây giờ không còn gì. Nên là bố mẹ mượn tiền đi. Vâng. Thế bây giờ các con thì dựa vào đâu để sống? Mình vẫn phải chăm chỉ là am với lại trông các con. À rồi. Vâng. À, trước tiên thì em Pó chào các bác. Vâng, em à, cháu. Cháu Pó chào các bác ạ. Chào các ông, các bà, các bác, các chú. Chào các ông, các bà và các bác, các chú ạ. Đấy, nhớ câu chào này nhá. Vâng. Khi mà các anh coi phim thì nhớ bảo chào thì sẽ là cháu Bó xin chào các ông, các bà, các bác, các chú. Vâng. Và các anh chị. Vâng. À. Cái đường này là dẫn đi đâu? Đường này là đi, nó đi xe máy cho anh ạ. À, vẫn là về nhà em. Vâng. Hả? Về nhà em thôi. Đường này đi nó đi thông kia. Cái nhà bên kia còn ở không? Không ở, nhà bên kia là nhà xe ở trên này này. À, là đi lên trên, kia trên. Vâng, nhà bên kia trước đất nó sát đổ nên nó mới chuyển nhà lên trên. Ừ. Đây, cái xào này là tháo luôn. Cái này là để phơi quần áo nha các bác. Bây giờ anh em mình sẽ nấu cơm đợi các con nhé. Vâng. Đây, gác lên trên đi, gác lên trên cao kìa. Vâng. Không, mình... em bỏ đi ngoài đấy. Bỏ đi luôn hả? Vâng, sợ nó rơi về chúng các con thì lúc đấy lại khó. À, được. Lúc đấy lại đi viện các kiểu thì đi nghĩ thế là tốt đấy. Nói chung là em là một con người rất là biết nghĩ và hoạt bát. Cho Duyên thực sự khi mà chia sẻ với em Pó thì đáng khen cho em là tất cả gì mà khi mà vợ em bỏ đi, thay vì buồn, thay vì mình phải ngồi ở nhà trông chờ vợ thì phải cố gắng và cố gắng không ngừng nỗ lực để tìm kiếm những cái cuộc sống, tìm kiếm những cái niềm vui, tìm kiếm những cái hạnh phúc từ các con. Rất là chịu khó. Các con của em chắc là chưa biết làm việc gì đâu nhỉ? Không đâu anh ạ. Các con đấy ngô này là em tự xếp à? Vâng. À, cũng giỏi đấy chứ. Phải xếp vào đấy để nó còn khô khô, nó không. À, xếp vào cho nó khô hả? Vâng, không xếp thì nó hỏng hết. Ừ. Chịu khó thế là tốt đấy. Ở trên đấy là một nửa ngô thôi, còn một nửa là em lấy đi vào bao tẩy hết, với lại bá hết rồi. À. Hôm qua con nó ốm, nó sốt, em đi đó, cô giáo bảo là đưa đi viện, em bảo thôi. Đưa về nhà để lấy thuốc cho uống thôi, không có tiền kiểu này. À, hôm qua con bị ốm à? Vâng, bị ốm nào ở lớp nên cô gọi điện về cho anh Phát bảo em đi đó tận lớp đấy. Đứa nào? Đứa thứ nhất đây anh ạ, đứa con gái. Đứa con gái hả? Con gái đang học lớp mấy? Lớp 3 rồi. Lớp 3 mà ốm nặng mà không đưa đi viện, sao không đưa đi viện? Em đi đó về nhà nó vẫn thuốc, nó vẫn đỡ đỡ tí rồi anh ạ. Uống thuốc gì đấy? Thuốc hạ sốt với lại mẹ bóc cho con người nó đỏ hết mà. À, phát xá phải không? Vâng, mẹ cần như kiểu này bóc cho con người nó đỏ. Ừ, đấy gọi là phát xá. Gọi là đánh cảm đấy. Vâng. Quét nhà xong thì anh em mình sẽ bắt tay vào nấu cơm nhá. Vâng. Em nấu cơm còn... xong chất, đi em đi vào nhà bà, nhà mẹ để mẹ đi hãy đậu về, em lấy một gói đậu về làm nấu kinh. À, không cần. Giờ là nấu cho em và các con ăn thôi. Vâng. À, cứ ăn bình thường thôi. Hôm nay thì có cải thiện bữa ăn, có một chút món quà của cô Đặng Thị Huệ gửi cho gia đình em Pó nhá. Cháu tụi em sẽ ở đây để ghi hình cho các bác xem là thường ngày thì em Pó làm việc sẽ như thế nào. Bình thường thì có khi nào mà đang nấu cơm mà em bị ngất không? Không anh ạ. Ừ. Nói chung là nó chưa nặng đúng không? Với lại mình nấu cơm mình ở trong nhà. Với lại bây giờ cảm giác sức khỏe nó tốt rồi, quan trọng nhất là cái bên mặt với bên đầu này. Ừ. Mặt với cái đầu này thì nó... Cũng đừng tự tin quá về cái sức khỏe của mình nhé. Có thể là nó đang có sự thay đổi đặc biệt đấy. Đấy, đấy anh nói đúng đấy. Lúc nào mà em cảm giác công việc nó ổn định là lúc đấy em cũng sợ rồi. Ừ. Mình mà không cẩn thận là không phải là nó đang khỏe lại mà nó đang đi vào cái quỹ đạo nào đó đấy. Nó đâu đi nên vào là cái rất đạo, là cẩn thận cái vấn đề đấy. Quỹ đạo đáp sợ. Ừ. Rồi.
Đun bếp lên. Vâng. Thổi lửa nấu cơm. Bây giờ em đi vo gạo nhá, anh sẽ hộ em đun bếp. Để em tự đu được không anh ạ? Được. Bếp này anh em mình hộ nhau được mà. Vâng, bếp này rất khó đu anh, để em đu được. Anh cũng lâu lắm rồi không đun bếp rồi ấy. Vâng. Nước này có đủ để ăn không? Có anh ạ. À, đây, cái thùng đựng nước đây các bác. Méo hết rồi còn gì nữa. Năm này nó bị sao mà nó méo hết thế này. Cái đấy là vợ đổ nước, vợ để cái can này vào xong nó hỏng hết. À, đè vào đúng không? Vâng. Giờ xong thì đi làm may thì chắc nhà em lên cờ lúa ở bên kia. Rau rau gì đấy? Rau cải anh. Rau cải à? Vâng. Ừ. Chịu khó thế là tốt đấy. Dạ. Chịu khó thế là tốt đấy. Nếu không rêu thì các con nó không có rau ăn. Với lại mình cũng không có. Một ngày thì bốn bố con ăn khoảng bao nhiêu chảy gạo như thế này? À, một ngày thì ăn 4 chảy thôi anh. Một bữa là 3 chảy à? Vâng. Cái này là nhiều chứ đúng không? Vẫn nhiều anh ạ. Các con nó đi học nó vẫn ăn ở trường rồi nó về nó. Lúc buổi chiều thì nó ăn nhiều tí, còn buổi sáng nó vẫn ăn ít thôi. À, nấu 3 chảy là cho cả ăn sáng ngày mai luôn. Vâng, không. Buổi chiều nay không hết thì mai còn một ít thôi anh ạ. À. Anh tưởng là nấu như thế là nấu cho cả sáng hôm sau luôn chứ? Không đâu, nấu buổi sáng hôm sau em dạy nấu mà. Ừ. Con biết nùng nó sao? Biết chào bác không? Chào chú, chào chú. Chào bác cháu chứ. Cháu xin chào chú nha, à, chào bác nha. Cháu xin chào bác nó mà. Đi đâu về? Mua từ lò. Hả? Nó đi học về. Đi học à? Đấy, bây giờ hộ bố nấu cơm nha. Hôm nay là có thịt ăn nha. Nhớ chưa? Cháu bắt ra xuống nhá, bắt lấy thịt ra đấy. Rồi. Còn một bạn nữa đâu rồi? Một bạn nó đi học ở trường cất một kia chưa về anh. Ờ, nhưng mà bảo là ốm xong về mà. Dạ. Bảo ốm là đứa này. Đứa này ốm hả? Vâng, bao hết người nó đổ hết. À, đâu bác xem nào. Lo xem nào, còn sốt, còn sốt không? Thì sốt sao? Ờ. Đây là phát ở đây à? Vâng, phát người nó nhiều nhiều chỗ. Rồi, thả cái áo xuống đi. Cái này người ta phát là phát ở cổ này này, ở khu vực này này, nó mới tốt này, nó mới bắt được cảm này. Ốm mà không đi chơi nhiều nhá, chỉ mua xin nó đau hò. Ừ, nó chế xả hò. Bạn này thì vừa đi học về đây. Trinh à, con chào bác mà. Có biết chào bác không? Bảo cháu chào bác nha, kiểu này chứ. Khoanh tay vào. Bố tế nó, bố tế nó châu, châu thịt hò. Đúng rồi. Có thể cháu chào bác ạ, đúng không ạ? Ừ, rồi, ngoan thế nhỉ. Đây, hai bạn lấy rau kia về tước. Làm rau. Ra, tẩu nó xè rua. Đấy, mỗi người một việc nhá. Hôm nay gia đình sẽ có thịt ăn. Nói chung là các con rất là vui đấy, nhưng mà sẽ là khổ quá các bạn ạ. Lâu lắm rồi bây giờ. Con lúc cởi đi. Rất là hồ hởi. Ờ, nhớ sầu mà xì à. Nè, tôi vác. Làm chết à. Đây, đặt xuống đây để tước này. Đó đi.
cũng rau hôm nay chỉ có bằng này thôi. Nếu như mà hôm nay chúng tôi không về, không có về thì sẽ bốn bố con ăn cái này. Đấy. Nó cho sáu trúc nữa. Để đây cũng được mà. Vâng, để chị. Ngắt thở dọc bè. Chị bó có sốt vào chứ á. Cái chị bó vào chứ cụ có xả. Mất lỏ. Thế là đứa đi học là không về hả? Chưa về anh ạ. Tối có về không? Có. À, buổi trưa là ăn cơm ở trường. Nó ao ở nhà, nó về ao ở nhà. À, không được ăn cơm ở trường à? Không. Ăn cơm ở trường thì nó nội trú nó mới được ao, nó ngoại trú nó không được. À, sao không xin vào nội trú? Bởi vì nó gần gần thì em cũng không xin anh ạ. Thử xin xem nào, biết đâu cuộc sống gia đình bốn bố con khó khăn thì nhà trường người ta cũng tạo điều kiện cho ấy. Vâng, nhưng mà xin vào các con này nó cũng gần gần thôi, nó đi chơi nó lười học lắm. À. Nên cũng để nó đi lại học. À. Về nhà bố còn cầm kèm các thứ học cho các con học đúng không? Vâng. Bình thường là những bữa cơm khác thì bốn bố con là chỉ ăn cái này thôi hả? Ăn đậu thôi. À. Vâng. Nói chung là có cái ăn là tốt rồi. Cái kia là bột mèn mén phải không? Vâng. Cái đấy là mẹ mén. Ừ. Thì em cũng lấy ngô này đi cho làm mẹ mén về để mai nấu mẹ mén đi làm. À. Sao thì không nấu cơm đi làm mà lại nấu mẻ mén đi làm? Bởi vì gạo nó hết rồi anh ạ. Gạo hết rồi hả? Vâng, hết rồi để mai em cũng đi thu gạo rồi. Thu lúa. Thu lúa. Mẻ mén là món ăn quen thuộc đấy. Mẻ mén này thì các đứa con này nó lại không thích ao anh ạ. Không ăn được. Vâng. Vì là các con thì nói chung là rơi vào hoàn cảnh bắt buộc thì mới phải ăn thôi, chứ còn đâu thì... Cái con này ăn mẻ mén là rất là khó nuốt. Vâng. Con mở pi luôn rồi. Ui. Thân mẹ làm sao? Phải muối chảy máu luôn. Vâng. Đứa chị co của anh trai kia nó đẩy nó đi vào đơn vào chảy máu. À ngã hả? Vâng. Rất là mồm mím nha các bác. Các con thì còn rất là nhỏ, mẹ thì bỏ đi rồi. Cái con này nó rất thích mẹ đấy, nhưng mà lúc mẹ ác này nó cảm giác không thích mẹ rồi. Ừ. Nó rất sợ mẹ nó đánh nó là nó rất sợ. Dù sao thì các con vẫn là con của mẹ đẻ ra mà. Vâng. Nỡ bỏ lại các con đi như thế này thì kể ra cũng lúc của em tâm. Nó định quyết định đi, nó bảo là nó nói này mà nó bảo ở với anh thì không có đồng tiền nào rồi, em thì em bây giờ bản thân em thì em chỉ có nói chung là tự do thôi, kiểu đấy. Lúc nó bắt đầu đi thì nó công việc nó không làm đâu, rất khó. Ừ. Nấu cơ xếp nước các kiểu nó không xếp đâu mà. Nấu cơ xong ao thì mình gọi thì nó bảo cả nhà cứ a đi, tôi ao không a thì kệ tôi, kiểu đấy. Một tao cho nó tài công sao có phải đây tao nó có ngay tới đó hết. Thì thôi dù ngay tôi lại chúng họ ngay đấy nó. Để mua là chính gà. Chính gà là có một có phòng gà tàu, có gà tàu lắm hả? Ừ. Có một sáu lỗ ra mà. Các bác là bình thường thì ba bố con là sẽ ăn như thế này này. Một vài cụm đậu đũa như thế này. Và nấu lên làm nước canh, sau đó thì chan cơm ăn cơm thôi. Hôm nọ em đi làm về đấy ở chỗ nhà cô Đạn kia, xong là anh Điều kia nó bảo em còn đi làm được công việc ở kẻ đá các kiểu không, xây đá ở đường ấy. Ui, em không làm được đâu. Em bảo là thôi anh, em thì chắc không được rồi. Công việc nặng mà em mà cứ ra sức cố thì con người em ru đó, em không làm được đâu kiểu đấy. Ừ. Thôi, tìm cái việc gì nó nhẹ nhẹ mà làm quanh đấy. Vâng. Thôi. Kiếm 1-2 đồng để các con đi ăn, đi uống là được rồi. Vâng, anh đấy bảo là nếu mà đi kè được đá cho anh đấy thì anh đấy giảm 1 ngày 250. Ừ. Thì anh bảo là ngày 250 thì cũng được rồi.
Lúc em chuẩn bị bệnh em đi làm viện nó tuần 300 mấy thôi mà. Ừ. Lúc em đi làm công ty ở Hà Nội ngày 300 rưỡi. Ừ. Nướng bánh mì ở trong lò ra. Đây ngày, các bác này, nấu ngày mấy ngày kia đi thu luôn thì chắc lấy củi về. Ngày xưa thì trong nông thôn ấy, các bác các cô các chú là những người sinh ra vào những năm trước năm 2000 thì sẽ biết được cái bếp củi nó quen thuộc như thế nào. Mà ngày xưa thì không chỉ là trên vùng cao mà kể cả những các bác ở vùng xuôi thì vẫn sử dụng những cái bếp củi như thế để làm chín thức ăn, không chỉ là nấu cơm mà còn làm rau, rồi là gần như là nó quen thuộc. Cái này là cái gì hả bố? Dạ. Cái này là treo cái gì đây? Cái này là... Trông nó ghê vậy. Cái này em không biết đâu ấy. Chúc em bị bệnh bố mẹ treo. À. Cái này là nó mình cống này, nó mổ gà, nó ao, nó xem xong nó treo đây. Ừ. Còn đây là... Đây làm gì nhỉ? Đây là hạt bí thôi. Hạt bí hả? Vâng. Hạt bí cho vào đây để làm giống à? Vợ cho vào đấy làm giống thôi. Nhưng mà em cứ để đấy. À. Là kỷ niệm. Nói chung là cái mà vợ để lại thì chỉ có cái rổ này thôi, rổ hạt bí này thôi. Các bác xem, những thứ mà vợ để lại đấy, còn đâu thì gần như không còn gì rồi. Cái đũa này là đũa để đảo cơm đấy hả bố? Vâng. Phải cái này không? Tí em rửa anh ạ. Cái này đâu có rửa ra được nữa đâu. Tí em lấy cái đũa rửa. Đứa cả thì khoảng mấy giờ là đi học về? Đứa cả hai đứa lúc buổi sáng thì nó đi khoảng 6 rưỡi đi thì 11 giờ hay là 11 rưỡi nó mới về đến nhà. Ừ. Còn lúc buổi chiều thì nó cứ về khoảng thịt em thái giờ. Thì rửa sạch vào nhá. Vâng. Thịt thái hết đi, em xào hết đi. Vâng. Ăn bao nhiêu thì ăn không hết thì để mai ăn. Vâng, để tí em đun. Ừ, phải thái hết, không là để mai em không có tủ lạnh chứa thì mai nó sẽ hỏng. Các bác ạ, sinh ra từ nông thôn thì những cái công việc này làm nó cũng hết rất là đơn giản thôi. Nhưng mà cái này là đũa cả vắt từ cái cây tre đấy các bác. Cái này. Cây tre về đấy. Tất cả mọi thứ sống ở trong nông thôn thì nó gọi là dần dã hết sức có thể. Vâng. Cứ để đấy tí nó khô rồi. Được rồi em ạ. Vâng. Nó gần khô đến nơi rồi. Vâng. Có thái được không? Có anh ạ. Cái này là bây giờ có nước xuống không hay là để trên này luôn hả bó? Cái gì anh? Nồi cơm ấy. Nồi cơm tí em nhấc xuống anh ạ. Để tí em về nhất. Khô rồi đấy, em không nước xuống là tí nó cháy đấy. Vâng. Cái này phải nước xuống đi. Không là tí nó để trên là nó cháy đấy. Cũng ít than rồi đây. Đây, em nhấc xuống đi, đặt vào đây. Bổ sung thêm cái lõi ngô vào đây. Vâng. Thì nó tắt bếp đấy. Nhớ nước uống cho các con là phải đun sôi nhé. Cái đấy là em rửa thịt anh ạ. Cứ nhấp rửa vào đây. Vâng. Rửa chưa? Rửa thịt chưa? Chưa anh ạ. Để rửa nước lá thôi, không cần rửa nước nóng đâu. Thịt sạch mà. Sáng nay người ta vừa mổ thôi. Vâng. Rửa nước nóng thì phải là thịt kiểu như là mình treo các bếp ấy. Vâng, nhưng mà một tí chắc em lấy về đu. Có thớt để thái thịt không? Có anh ạ. À, tưởng là không có thớt thì... Có chứ. Em vẫn có mà. Ừ. Cái chậu rồi nhỉ. Lên giường rồi. Để lên giường, nó lò mấy đường lên giường lần. Cái đấy người ta gọi là cái mẹt. Vâng. Cái mẹt. Còn cái chậu thì là em đang đựng nước đây, gọi là chậu. Vâng.
chắc được đấy bố ạ. Không cần phải rửa nữa đâu, rửa thế thôi. Sạch rồi đấy. Ăn ở sạch sẽ là cái tốt thôi. Chào bác đi. Chào bác đi. Biết chào bác không? Khoanh tay. Bạn này là bạn thứ mấy? Thứ hai. Bạn thứ hai à? Khoanh tay vào. Cháu chào bác. Cháu chào bác. Ừ, rồi. Con đi đâu về? Hả? Đi học về chứ. Đi học về à? Con học lớp mấy rồi? Lớp 1 thôi. À, con học lớp mấy? Lớp 1. Ừ, đây, về đây hộ bố làm việc nhá. Dạ. Ừ. Sau một lúc thái xong rồi, các bạn đang ngồi bếp chờ chuẩn bị là rang tiếp. Đấy, một bạn thì ở kia, bạn này đang ốm. Hai bạn thì đang nướng con cao cao này. Xem nó cháy rồi. Có chín không? Xíu chỉ xíu. Chưa chín đâu. Đấy các bác xem. Một người đàn ông trong nhà vừa làm bố vừa làm mẹ. À, những công việc đơn giản
cho đến những công việc phức tạp, những công việc nặng, công việc nhẹ là đến tay em Po hết này. Đang rửa bát, những công việc này đáng lẽ là nhường cho vợ thì bản thân em lại phải tự làm. Thế nhà bố ở trên này có điện không? Không anh ạ. Cũng không có hả? Vâng. Nhà trên đấy trước có nhưng mà mua nó kéo điện đi và nhà mới nó. Cái này là em không có rẻ gì để rửa cái chảo này à? Vâng. Là rửa bằng tay như thế này thôi. Thời gian này em đi chợ em sẽ mua. Là em đi quanh quanh ở đây này, vâng. Xin cái mướp. Vâng. Cái mướp khô ấy. Vâng. Để cái sơ mướp về rửa cũng được mà. Mua khăn rửa với lại mua không? Cái loại sơn lây, cái bình rửa bát kiểu. Ừ. Cho ít thôi, nhiều quá không không nên đâu. Được rồi, đừng đừng chát ra nữa. Bà đâu rồi? Bà đi ngoài. Bà nói về đun bếp đi, khói quá. Bà. Nó chế, sao say? Đi, đi đun bếp. Một cháo tàu. Cho một ít muối vào đi, có. Cho muối mặn mặn một tí cũng được. Mình rang mình ăn cơm ấy. Đừng xào khô quá nhá, xào khô quá nó không nên ăn đâu. Được rồi, nhiều quá không nên ăn, đắng đấy. Có thể tìm máu hả? Tìm máu hả? Xem nồi cơm nhá, bó xí gì tao, sao xây? Cơ xa hả xỉa tao? À, xem nồi cơm chín chưa? Chưa, chưa được đâu. Đây. Giờ là xía mà tí đế đế mình thì hả? Ừ, tao ạ. Xin này, tao xía nè. Bà có biết nấu cơm không? Không đâu anh. Hả? Không biết à? Mình cho cơm vào đấy thì nó vẫn biết nấu, nếu mà không cho thì nó chưa biết. Phải dạy chứ. Bà là năm nay được 8 tuổi đúng không? Biết nấu được rồi. Hiện tại thì kênh của cháu Tuyên đang chia sẻ bé Hờ. Thì bé cũng bằng tuổi bà. Và gần như là bé khắc tự làm một mình. Mẹ thì bỏ đi rồi, bố thì chết rồi. Gia đình thì còn mỗi mình em. Nhà ở trong cái bãi tha ma ấy các bác ạ. Rất là thương. Bằng tuổi bé Hoa thôi, bằng bé bà thôi. Nhưng mà bé Hờ là gần như khắc tự làm hết cơm nước rồi tự nấu mèn mén thì đi xin cái bột ngô về. Rồi về nhà thì sẽ tự đun nước lên sau đó quay, giống như bé Chở ngày xưa mà cháu Tuyên đã từng ghi hình cho các bác xem đấy. Cái căn nhà của bé Hờ thì thật sự chia sẻ với các bác là cái căn nhà đó nó cực kỳ là u ám và nó ở ngay giữa cái bãi tha ma. Ngày xưa có lẽ là xây nhà xong thì bố mẹ cũng không nghĩ được cái cảnh là bố mẹ sẽ phải ly tán như thế này. Chắc có lẽ cái nước này em cho nhiều quá đấy. Vâng, tí để nó sôi xong là chát ra bớt đi. Em bớt đi. Ừ. Sao ta hả? À, cho thêm củi vào đi. Chốt rồi, tao nó chưa? Chốt rồi, tao là. Cái bò nó chỉ kìa. Không cháy được xem là chín chưa? Ừ, gần chín rồi đấy. Này là cho nhiều nước quá, nên là nó lâu khô các bác ạ. Này chỉ cần nước khô một cái là nó chín luôn rồi. Mình không cần phải xào lâu. Vâng. À, đậu là nấu như thế này à? Vâng. Cứ cho vào trong nồi là cả một nồi nước cứ thế là đun lên thôi đúng không? Vâng. Khánh để tao thế chứ? Củi không cháy. Khéo mổ canh đều. Em cho nhiều nước quá. Vâng.
Cái này một lúc xào là nó hơi hơi ra mỡ một tí là được rồi. Vâng. Xào khô quá nó cũng không ngon. Vâng. Được chưa? Chưa anh ạ. Anh nghĩ là tầm này chắc được đấy. Vâng. Để nó khô quá nó khô không ngon đâu mà. Vâng. Tại vì là em xào cái thịt này em cho nhiều nước quá anh em, bây giờ nó ngót thịt quá rồi. Vâng. Anh nghĩ là được rồi đấy. Vâng. Chín thì chín rồi nhưng cơ bản là em xào nó ra mỡ quá thì nó ngót thịt đi thôi. Vâng. Được rồi, bây giờ em cho bắc cái nồi canh vào là ok đấy. Là canh này, thôi là ăn cơm thôi. Cái này chắc không cho canh đâu anh. Không, nghĩ là bắc cái nồi canh nãy em chuẩn bị cái kia. Vâng. Cái này mà cho canh vào thì nên thì ăn nữa. Vâng. Cái này mà cho canh vào thì các con nó nghỉ thôi. Được rồi đấy em ạ. Vâng. Thế ra đi, nó ngót thì không mà. Mình không phải mục đích xào ra mà. Ờ, thôi rồi đó, chỉ cắn nó nữa, cho nhiều xíu ra thịt thôi. Để lên trên kia một tí nó vướng các con. Thôi em để bên này thôi. Đây, bếp mình đang. Con mèo ơi, con của tên hôn tàu ơi. Nóng nha, tránh ra đi. Khía khía đây đây mình gì. Cho nhiều nước quá không? Chứ. Có anh ạ. Nồi canh của em có đây các bác. Ô, rau đâu? Tí nước sôi rồi em mới cho rau vào. Anh tưởng là cho luôn. Không, tí sôi em mới cho vào anh. À. Cái canh này là nấu nhạt à? Vâng. Mình không cho cái gì hết à? Vâng. Một nồi canh không đâu các bạn, nồi nước không đâu. Thế cho đậu vào chứ anh. À. Đậu kìa. Nấu đậu vào. À, người Mông thường hay có cái món canh là canh nhạt. À, mình vâng. Không cho cái gì vào hết. Chỉ cho nước canh không thôi. Thường là những cái món này người ta làm để trang nền mén ấy. Quen vâng. Từ những ngày xưa rồi. Vừa là nước canh vừa là nước để mình uống để giải khát luôn. Mình thường ở nhà một mình thì con ốm thì làm thế nào? Em gọi mẹ thôi. Gọi mẹ hả? Vâng, gọi mẹ ra bóc trò với lại đi mua thuốc sản xuất các kiểu. Ừ. Nói chung là khó khăn lắm đấy. Không có vợ bên cạnh thì con còn nhỏ như thế này, mỗi lúc con ốm là lúc mệt nhất. Chừng thế bà. Con này khi nào mà áp phê xong mà khoảng 6 giờ 6 giờ tầm đấy thì em đun nước cho nó táp xong ngủ thôi. Ừ. Không tám 3 ngày nó đi học nó lại đen đen. Biết thế thì tốt. Nở sạch sẽ cũng là một cái thế tốt. Mình nghèo thì nghèo nhưng mà người mình phải sạch sẽ. Phải luôn luôn đề cao cái vấn đề vệ sinh cá nhân lên cao. Thì vâng. Con cái mới được khỏe mạnh. Vâng. Mới ít ốm đi. Chưa, nó học tiền mông mà chưa cho bông mông nữa. Đây, xong rồi. Ba, dậy ăn cơm nào. Về đi. Xếp ghế vào kia, các bạn xếp ghế vào đi, chuẩn bị ăn cơm nào. Chỉ có đấy. Chúng ta phải rút tiền. Đúng rồi, đi rửa tay trước khi ăn cơm. Xong rồi. Đấy, giỏi lắm. À, không biết đi rửa tay này. Sùng, à, đâu? Bà, sùng, xình. Đấy. Sùng, đi rửa tay, nhanh lên. Xình rửa rồi. Nướng cái gì đây? Nướng chuối à? Thế à? Chưa chín nướng ăn được không? Không ăn được, nó để đây thôi. Ừ. Lấy đi vứt thôi. Đây, bữa cơm của bốn mẹ bốn bố con đây các bác. Đang chuẩn bị bày đây rồi. Để đi ăn cơm rồi về anh. À, còn em một bữa. Con chín đây. Đấy, thì đây. Xem là đũa chín chưa? Chưa anh, đấy phải lo tí. Ừ.
Nó sôi là được rồi, thực ra thì nó cũng có mấy cộng thôi các bác ạ, mấy cộng đỗ thôi. Đủ yếu đun là để lấy vị thôi. Thì mình cũng không phải là ăn đỗ, bởi vì là chủ yếu uống cái nước canh thôi. Sơ ruột là muốn ăn cơm lắm rồi đây nè. Đấy, rất là sơ ruột muốn ăn đấy các bác, lâu lắm cũng được ăn thịt rồi. Sai bla gì tao? Hả? Sai gì tao? Ừ. Sai gì sai? Chỉ sai là. Đấy. Cẩn thận nhá. Được rồi, để im đấy. Nào, bà ngồi đây. Ngồi đây với các em. Đấy, ngồi đấy. Chứ ngồi vào kia. Lấy thêm một cái ghế nữa. Đấy. Rồi, bây giờ các bạn khoanh tay vào mời các bác ăn cơm nhá. Nhớ chưa? Mời bác ăn cơm rồi mẹ ăn nhá. Khoanh tay vào. Nào, sùng vội thế. Mời cơm mà. Mời chị không làm nào, mời ba cháu, cháu mời ba các bác ăn cơm. Nào, nói đi. Ba cho đi được chị. Ba cháu, cháu mời các bác ăn cơm. Ừ. Ba cháu mời bác ăn cơm. Ba cháu mời bác ăn cơm. Ừ, rồi, ăn đi. Đấy. Ăn đi, cả nhà ăn đi. Ok đi anh. Ừ, rồi, rồi, cứ để đấy. Cứ để đây cho anh. Được rồi, không sao, không sao. Ăn đi, ăn đi. Đây mời mấy bố con đi. Đấy. Đấy, gắp thức ăn cho các bạn này. Các bạn ăn thịt này đúng không? À, cái gì? Bạn kia tên là gì? Chứ à? Đây, thịt đây. Có ăn thịt mỡ không? Đây. Đấy, ăn đi. Đây. Đây. Bạn này ăn cái này không? Không ăn à? À, bạn này không ăn thịt mỡ à? Phải không? Không ạ. À, không phải là không ăn mà là nó không dám ăn. Không dám ăn à? Đây. Bỏ biếu. Nó nè. Nó có chín mà chỉ bỏ thôi. Giờ thịt này thì cũng không biết lấy miếng nào cho anh Tuyên. Ờ, không không không. Không phải gắp cho anh đâu, anh vừa mới ăn xong thôi. Anh không ăn đâu. Mấy bố con ăn đi. Sửa cho các con ăn thôi. À, cả nhà mời các bác, các cô, các chú ăn cơm nhé. Mời cô Đặng Thị Huệ nhé. Ừ. Trước khi ăn cơm thì bố là gửi lời cảm ơn tới cô Huệ nhé. Cô Đặng Thị Huệ ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Cháu bố xin gửi lời cảm ơn cô Đặng Thị Huệ ở Thanh Xuân, Hà Nội nhé. Cháu chúc cô mạnh khỏe. Cháu chúc cô mạnh khỏe và hạnh phúc may mắn nhé. Ừ, rồi, ăn đi, em ăn đi, ăn cùng với các con đi. Đâu ăn đi. Ăn đi, ăn cùng bọn em. Cứ ăn đi, mấy bố con ăn đi. Sao lại cho vào cái cốc? Em uống đây anh ạ. Uống à? Sao không cho vào bát uống mà lại cho vào cốc? À. Cái này thì nó không có mỡ đâu đúng không? Không mỡ, không muối à? Không có đâu anh. À đấy, các bác mọi bữa cơm của
Mấy bố con thì ăn canh như thế này này, là không có cái gì hết. Đấy, hôm nay thì cải thiện bữa ăn là có thêm thịt. Ăn cơm cùng bọn em đi anh. Ăn đi, mấy bố con ăn đi. Vâng. Ăn đi, em cũng gấp thức ăn đi. Vâng. Còn lại đây để cho gia đình ăn tự nhiên thì cháu Tuyên xin khép lại video tại đây nhé. Một lần nữa thì cảm ơn cô Đặng Thị Huệ ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Chúc cô thật nhiều hạnh phúc và sức khỏe, thành công. Đấy, các cháu rất là ngoan đây này. Ăn rất ngon. Nó tía hò. Nó tía hát lửa đọc bộ tí thô mà thô xứng tí thô ớ. Mà thì bọn cháu xin cảm ơn bát nhà đúng không ạ? Xong hò. Bọn tí thô tuyên mà cảm ơn nữa, nửa yếu cái chỗ này á. Tụ bảo vệ nhau bởi lại Hà Nội, Hà Nội bị ốc ở tiết rồi nửa yếu cái chỗ này rồi. Còn mà vô trồng này ha ớ. Nên xem xứ dạng đi cu này rồi. Hút xuống rồi, thằng nhớ lại cu này nhỏ. Và thì bọn mà trồng nữa. Người hô ăn tuyệt hốt tuyệt nó. Mới quá ngon nè. Chắc là bạn này đang ốm nên là ăn nó không vào đấy. Uống canh hả? Không, nó bảo nó khoa cái bê biếu. À. Nó không được phở đâu. Xin chào. Xin chào. Nó này tẻ nên ngay nó hả? Nó phê được nó tẻ nên hả? Thế chưa hả? Nó tẻ nên hả? Nó ngay là sẽ cú tích cá nó hết rồi. Cú sẽ chỉnh nó tóc tóc ngay tớ hả? Nó dùng này hẳn của các nhân mà mạng ra xuống nữa.